Ok, xin chào tất cả mọi người. Vâng, chào mừng mọi người đã tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng với Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Ngày hôm nay thì Tuấn Anh để tiếp tục báo giá cho mọi người tất cả những cái dòng xe bên em. Bên em còn rất nhiều các mẫu xe đang có mặt tại đây. Vâng, quý vị chị các bạn nào quan tâm thì hãy liên hệ cho em nhé. Thì địa chỉ cửa hàng của em nằm tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Vâng, mùa Covid thì các bạn cứ alo đi, giá nào Tuấn Anh cũng bán cho các bạn một chiếc xe về tránh mưa, tránh nắng, tránh dịch các bạn nhé. Không làm mất thời gian của mọi người nữa thì Tuấn Anh sẽ đi và báo giá cho mọi người từng chiếc xe một. Đầu tiên đây sẽ là một chiếc xe Toyota Vios sản xuất năm 2013, phiên bản số sàn, bản E xịn, máy 2.1.5, đời 2013, bản E xịn. Chiếc xe thì màu vàng cát, biển Hải Phòng, zin 100%. Máy số cũng zin từ gioăng mặt dàn cò. Nội thất rất là đẹp, âm thanh rất là hay. Bản E xịn, bô lăng méo, biển số đẹp, màu vàng cát. Quý vị, chị và các bạn nào đang có nhu cầu mua một chiếc Vios 2013 thì hãy liên hệ ngay cho em, giá 285 triệu. Bên em bao rút hồ sơ và vận chuyển toàn quốc cho mọi người. 285 triệu các bạn nhé. Tiếp theo mới về ngay tại cửa hàng đây, đó là một chiếc Kia Carzen. Với chiếc Kia Carzen này thì sản xuất năm 2015, phiên bản số sàn, máy 2.0, bản đủ, biển 88A024011, sơn xi màu bạc, đời 2015, bản đủ xe steering, zin từ keo chỉ cho đến lắp mặt máy còn zin hết các bạn nhé. Giá tiền thì hiện tại bên em đang bán là 305 triệu. Xe được trang bị đầu đài màn hình Android đầy đủ, đăng kiểm thì dài đến tháng 1 năm 2022. Chiếc xe khá đẹp, dàn 4 lốp của chiếc xe thì khá mới, đăng kiểm vào đến tháng 2 năm 2022 các bạn nhé. Đó, rất là đẹp luôn. Đây các bạn xem máy này, máy móc của chiếc xe đây các bạn thấy đây, máy móc của chiếc xe thì các bạn nhìn thấy đây, máy zin từ mặt dàn cò các bạn nhé. Đấy. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một chiếc Honda CRV sản xuất năm 2009. Chiếc xe này thì là bản số tự động, xe rất là đẹp, biển 37S6879. Đấy. Con này thì hiện tại bên em đang bán 429 triệu cho một chiếc Honda CRV đời 2009. Đấy. Một chiếc xe rất là đẹp cho mọi người. Quý vị, chị, các bạn nào quan tâm về chiếc CRV này, đời 2009 này về đi gia đình, đi Tết hay đi chơi thì rất là đẹp luôn, lốp mới cả dàn, form dáng rất là đẹp các bạn nhé. Đấy. Rất là ok cho mọi người. Đấy, một chiếc xe CRV rất là ok cho mọi người nhé, 429 triệu đồng. Tiếp theo là một chiếc Ford Everest sản xuất năm 2007, phiên bản 2006, phiên bản số sàn, đăng ký là đầu 2007, máy dầu, một cầu, số sàn, biển Nam Định. Giá tiền bên em đang bán chiếc xe này là 238 triệu đồng, 238 triệu đồng một chiếc Ford Everest máy dầu. Theo là một chiếc Kia Spectra. Với chiếc Spectra này thì sản xuất năm 2004, phiên bản số sàn, máy 1.6. Vâng, chiếc xe này hiện tại bên em đang chào bán với một cái giá khá hợp lý, chỉ với 98 triệu. 98 triệu các bạn nhé, 98 triệu các bạn đã sở hữu một chiếc Kia Spectra 2004, phiên bản số sàn, máy 1.6. Anh em nào về tập lái thì khá đẹp, tránh mưa tránh nắng khá đẹp luôn. Tiếp theo là một chiếc một đôi Ford Transit 3 chỗ ngồi. Các bạn nhé, một đôi Ford Transit 3 chỗ ngồi. Chiếc xe này thì tải trọng của nó là 1 tấn 3. Đấy, Ford Transit 3 chỗ ngồi này, biển Hà Nội. Con này thì sản xuất nguyên bản của nhà máy sản xuất luôn nhé, không phải là hoán cải. Đấy, giá tiền bên em đang bán 165 triệu. Đấy, Ford Transit này, quý vị chị các bạn nào mua về chở hàng, chở đồ đấy, thì khá là ok. Đấy, đây cái thùng đằng sau đây các bạn thấy đây, rất là đẹp như một chiếc xe khách thôi, nhưng mà thùng đằng sau thì chở đồ đấy các bạn thấy đây. Bạn nhìn thấy đây, rất là rộng này. Thùng này nó cao khoảng tầm 1m7 mấy. Đấy các bạn thấy đây, rất là đẹp luôn. Chỉ với 165 triệu đồng cho một chiếc. Đây là một chiếc nữa đây. Đấy, 165 triệu, máy thì cực chất luôn, không phải bàn, chất luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tiếp tục tìm hiểu thêm. Sang bên đây đi, chúng ta sang bên đây để kiểm tra đi. Bên đây nó mấy anh em đang quay, chúng ta sang đây kiểm tra luôn. Vâng, đây là một chiếc Toyota Innova sản xuất năm 2013, phiên bản số sàn, bản E xịn, biển 98A31525, sơ xi màu vàng cát,
một chiếc xe gia đình rất là đẹp. Hiện tại bên em đang bán chiếc xe này là 360 triệu đồng, Toyota Innova bản E xịn các bạn nhé. Bản E xịn này. Đấy, anh em nào thích thì mình bán luôn cho này. Bản E xịn nhá. Đấy, cam hành trình, cam lùi đầy đủ hết. Anh em nào tắt vừa thử xe tắt không tắt hết đấy. Đấy, rất là đẹp luôn. Keo chỉ zin. Bản E xịn nhá các bạn nhé, không phải di lưng di nước gì cả. 360 triệu đồng cho một chiếc Toyota. Đấy, bản E xịn nhá các bạn nhá. Biển 98 của tỉnh Bắc Giang này. Màn hình đầy đủ, cam lùi đầy đủ luôn. Đấy, rất đẹp luôn nhá, một chiếc Innova. Tiếp theo là một chiếc Mazda 323 sản xuất năm 2003, đăng ký lần đầu 2004, phiên bản số sàn máy là 1.6, bản đủ xe gia đình, biển 38A 07787, sơn xi màu đen. Giá tiền bên em đang bán chiếc xe này là 142 triệu, bên em bao rút hồ sơ và bao vận chuyển toàn quốc. Tiếp theo là một chiếc Lancetti sản xuất năm 2009, phiên bản số sàn, trang bị động cơ là 1.6. Con này thì một chiếc xe gia đình, một chủ từ đầu, biển 98A0339, sơn xi màu đen. Hiện tại chiếc xe này bên em đang chào bán với cái giá là 169 triệu. Đấy các bạn nhé, 169 triệu. Chiếc xe thì đang có mặt tại cửa hàng. Đấy, đời 2009, 169 triệu đồng. Tiếp theo ra sẽ đến với một chiếc Mazda Primacy. Một chiếc Mazda Primacy sản xuất năm 2004, phiên bản số tự động, máy 1.8, biển Hải Phòng, 7 chỗ ngồi. Chiếc xe này thì hiện tại bên em đang chào bán là 179 triệu. 176 triệu các bạn nhé, 176 triệu này. Một chiếc Mazda Primacy rất là đẹp luôn. Tiếp theo là một chiếc Toyota Innova sản xuất năm 2016, phiên bản số sàn, bản E xịn, form mới các bạn nhé, tư nhân chính chủ, biển Hải Phòng. Xe được trang bị máy eco rất là đẹp. Đấy, tiết kiệm, đời 2016, form mới. Hiện tại thì chiếc xe này bên em đang chào bán là 532 triệu, biển 15A28004, 532 triệu các bạn này. Tiếp theo là một chiếc xe Daihatsu Zeti sản xuất năm 2010, phiên bản số sàn. Chiếc xe này là máy 1.6, bản xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, biển 34A35299, sơn xi màu bạc. Với chiếc xe này thì hiện tại bên Tuấn Anh đang chào bán là 228 triệu. Các bạn đã sở hữu ngay được một chiếc xe Daihatsu Zeti số sàn, đấy, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp. Đấy, thì đi vào trong đây thì chúng ta sẽ đến tiếp theo nó sẽ là một chiếc Chevrolet Vivante. Với chiếc xe 7 chỗ ngồi, đời 2010, biển Hà Nội, 29A08623, sơn xi màu bạc. Với chiếc xe này thì hiện tại bên Tuấn Anh cũng đang chào bán với cái giá chỉ có 175 triệu. 175 triệu thì các bạn đã sở hữu ngay được một chiếc xe Chevrolet Vivante 7 chỗ ngồi, đời 2010, bản đủ xe gia đình, tư nhân chính chủ, không taxi dịch vụ. Tiếp theo sẽ là một chiếc Daewoo Gentra. Với chiếc Gentra này thì sản xuất năm 2009, phiên bản số sàn, bản máy 1.5, xe gia đình, tư nhân chính chủ, không taxi dịch vụ, biển 36A09662, sơn xi màu đen. Và hiện tại chiếc xe này bên em đang chào bán là 158 triệu, bao rút hồ sơ, bao vận chuyển, đời 2009 và đăng kiểm dài đến tháng 1 năm 2022. Tiếp theo là một chiếc Chevrolet Avell sản xuất năm 2013, bản số tự động, máy 1.5, tư nhân chính chủ các bạn nhé. Con này thì gốc Sài Gòn luôn. Anh em khu vực Hà Nội, Sài Gòn mua chiếc xe này thì không mất thêm 20 triệu tiền biển và đã rút hồ sơ rồi. Quý vị chị các bạn về chỉ việc bấm biển vào tên thôi. Đó, rất là nhanh gọn và lẹ. Đời 2013, số tự động. Đấy, biển con này thì hiện tại bên em đang bán là 255 triệu các bạn nhé, 255 triệu. Tiếp theo là một chiếc Toyota Vios sản xuất năm 2010, phiên bản số sàn, bản limo lưng kịch như E rồi, biển 15A11975, đời 2010. Con này máy số còn zin hết các bạn nhé. Đấy, hiện tại chiếc xe này bên em đang chào bán là 210 triệu đồng. Tiếp theo ta sẽ đến với một chiếc Lancetti Chevrolet sản xuất năm 2011, phiên bản số sàn, xe gia đình, tư nhân chính chủ, biển Hải Dương, 34A00734, sơn xi màu đen, sedan 2 đầu. Chiếc xe này hiện tại bên em đang bán là 185 triệu. Các bạn đã sở hữu ngay một chiếc Daewoo, một chiếc Chevrolet Lancetti sản xuất năm 2011, phiên bản số sàn, máy 1.6 các bạn nhé. Một chiếc xe gia đình, tư nhân chính chủ, không taxi dịch vụ gì, 185 triệu.
Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc Captivan, một chiếc cao to đen hôi, rộng rãi 7 chỗ ngồi, form súp, gầm cao, máy thoáng, tư nhân chính chủ biển Quảng Ninh. Đó là một chiếc Captivan đời 2008, bản số tự động, máy 2.4, máy xăng. Đấy, con này hiện tại đang kiểm giá đến tháng 4 năm 2021, số tự động, máy xăng các bạn nhé, 2.4, giá tiền bên em đang bán là 258 triệu. Bên cạnh đây là một chiếc Toyota Innova sản xuất năm 2008, phiên bản số sàn, trang bị động cơ là 2.0 bản G xịn biển Hà Nội 29A00364, sơn xi màu bạc, bản G xe gia đình, tư nhân chính chủ, xe gia đình không taxi dịch vụ nhé các bạn nhé. Đời 2008 và giá tiền bên em đang bán là 279 triệu đồng. Tiếp theo là một chiếc Daewoo Lazetti sản xuất năm 2010, đăng ký lần đầu 2011, phiên bản số sàn, máy 1.6 biển 34A00237. Chiếc xe này thì hiện tại là đã được lên cái máy ETEC 2 rồi, máy mới rồi, rất là tiết kiệm và khỏe máy và êm. Đời 2010 và lăn bánh lần đầu là 2011, giá tiền bên em đang bán 179 triệu đồng. Một chiếc Daewoo Lazetti 175 triệu đồng. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc Kia Carian sản xuất năm 2012, phiên bản số sàn, trang bị động cơ là 2.0 bản đủ cửa lóc ghế điện, xe gia đình tư nhân chính chủ biển 22A09736, sơ xi màu đen. Và hiện tại chiếc xe này là bên em đang bán là 288 triệu đời 2012, bản 2.0 số sàn, bản đủ cửa lóc ghế điện. Tiếp theo là một chiếc Toyota Innova đời 2008, phiên bản số sàn, bản G xịn xe gia đình biển 38A18458, sơn xi màu bạc. Chiếc xe này hiện tại bên em đang chào bán với cái giá chỉ có 279 triệu các bạn nhé. Một chiếc Corolla Altis sản xuất năm 2008, phiên bản số tự động 1.8G. Chiếc xe này đang đeo biển 51G18145, sơn xi màu bạc. Đời 2008, bản số tự động 1.8G các bạn nhé. Giá tiền bên em đang bán là 355 triệu cho một chiếc xe này. Tiếp theo ta sẽ đến với một chiếc Toyota Vios sản xuất năm 2012, phiên bản số sàn, trang bị động cơ là 1.5 bản E xịn xe gia đình tư nhân chính chủ, không taxi dịch vụ gì. Đời 2012 và giá tiền bên em đang bán là 286 triệu, 286 triệu các bạn nhé. Tiếp theo là một chiếc Chevrolet Aveo sản xuất năm 2015, phiên bản số sàn, bản đủ xe gia đình tư nhân chính chủ, biển 99A09944, sơn xi màu vàng cát. Đời 2015 bản đủ, máy 1.5. Ở chiếc xe này thì có cả điều hòa tự động, ABS, túi khí và la răng đúc. Giá tiền bên em đang bán chiếc xe này là 255 triệu đồng. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc xe Corolla Toyota Toyota Vios sản xuất năm 2014, bản G lưng bản G nhé các bạn nhé. Bản G thì trang bị động cơ là máy 1.3 đời 2014 và có cả túi khí luôn. Túi khí là túi khí nguyên bản, đó, la răng đúc. Đấy các bạn nhé. Biển 60A 76889, sơn xi màu trắng. Giá tiền bên em đang bán là 295 triệu. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc xe Toyota Corolla Altis. Corolla Altis sản xuất năm 2003, phiên bản số sàn, trang bị động cơ 1.8 bản G, biển 15A07890, sơn xi màu đen. Giá tiền hiện tại bên em đang chào bán chiếc xe này là 190 triệu đồng. Bản đủ xe gia đình nhé các bạn nhé, 1.8G ấy, máy 1.8. Tiếp theo chúng ta đến với một chiếc xe Mitsubishi Lancer sản xuất năm 2003, số tự động, máy 1.6 biển Hà Nội. Với chiếc sedan hai đầu như thế này thì hiện tại là bên em đang bán là 179 triệu đồng, bản số tự động nhé các bạn nhé. Đấy, biển Hà Nội. Tiếp theo là một chiếc Toyota Vios sản xuất năm 2007, phiên bản số sàn, bản Nimo lưng kịch như E. Chiếc xe đang đeo biển 29A99080, sơn xi màu lâu cà phê. Giá tiền bên em đang bán là 160 triệu đồng, đang kiểm dài đến tháng 7 năm 2021, 160 triệu đồng. Tiếp theo sẽ lấy một chiếc Honda Civic sản xuất năm 2009, phiên bản số sàn, máy 1.8 biển Hưng Yên, 89A13949, số sàn, máy 1.8. chiếc xe này hiện tại bên em đang chào bán là 285 triệu đồng. 285 triệu đồng các bạn đã sở hữu ngay một chiếc Honda Civic sản xuất năm 2009 nhé các bạn nhé, xe gia đình không còn đục taxi gì, đang kiểm dài đến tháng 1 năm 2022. Tiếp theo là một chiếc Daewoo Lazetti sản xuất năm 2010, bản máy 1.6, xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, số sàn biển 15A24424040, sơn xi màu đen. Và hiện tại giá tiền bên em đang bán chiếc xe này là 242 triệu đồng các bạn nhé. Với chiếc xe Chevrolet này thì bên em nhận cọc rồi. Vâng, chiếc xe Daewoo Lazetti, Daewoo Gentra sản xuất năm 2010, phiên bản số sàn, máy là
1.5 biển 99L1804 sơn xi màu đen. Đây là một chiếc xe tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu biển ở Bắc Linh. Với giá tiền bên em đang bán chiếc xe này là 165 triệu đồng. Các bạn đã sở hữu ngay một chiếc Daewoo Lazetti màu đen, Daewoo Agencia màu đen này. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc Corolla Altis sản xuất năm 2008 phiên bản số sàn. Chiếc xe này hiện tại là biển 92A11457 sơn xi màu đen. Giá tiền bên em đang bán là 285 triệu đồng. Các bạn đã sở hữu ngay một chiếc Corolla Altis sản xuất năm 2008 số sàn các bạn nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc Kia Morning sản xuất năm 2010 phiên bản số tự động bản SLX, xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, biển 15A29061 sơn xi màu xanh. Giá tiền bên em đang bán chiếc xe này là 220 triệu đồng. Các bạn đã sở hữu ngay một chiếc xe Kia Morning 2010 bản số tự động nhập khẩu nguyên chiếc này. Tiếp theo ta sẽ đến với một chiếc Matiz giá rẻ. Matiz sản xuất năm 2007, đăng ký lần đầu 2009, xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, bản số tự động, biển 15A67700 sơn xi màu bạc. Với chiếc xe này thì hiện tại bên Tuấn Anh đang chào bán một cái giá chỉ có 145 triệu đồng. Tiếp sau đây sẽ là một chiếc Toyota Vios sản xuất năm 2006, phiên bản số sàn, bản limo, màu vàng cát, biển Hòa Bình, 28A03187 sơn xi màu vàng cát. Giá tiền bên em đang bán 160 triệu đồng các bạn nhé. Tiếp theo là một chiếc Toyota Vios bản G đời 2011 bản số tự động, biển 15A12235. Con này thì mới về chưa dọn đấy, để đi Tết. Các bạn nào thích thì alo. Tiếp theo là một chiếc Hyundai Grand i10 sản xuất năm 2014 phiên bản số sàn, bản đủ xe gia đình, máy 1.0, biển 19A23112 sơn xi màu bạc. Với chiếc xe này thì giá tiền bên em đang bán là 248 triệu đồng. Và trong đây thì chúng ta sẽ đến với một loạt những cái mẫu xe vẫn còn. Các bạn cứ theo dõi hết video của em thì các bạn sẽ có được những cái chiếc xe mà ưng ý nhất. Đấy. Các bạn không thích thì các bạn có thể tua đi để xem. Đấy. Chiếc xe tiếp theo đây sẽ là một chiếc đôi Chevrolet Aveo. Một đôi Chevrolet Aveo sản xuất năm 2016 phiên bản số sàn, bản 1.5, xe gia đình tư nhân chính chủ, một chiếc biển 30, một chiếc biển Quảng Ninh, đều 255 triệu đồng cho một chiếc các bạn nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc xe Hyundai Getz sản xuất năm 2009 phiên bản số sàn, máy 1.1, xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, biển 18A09394 sơn xi màu xanh. Với chiếc xe này thì hiện tại bên em đang bán là 162 triệu các bạn ạ. 162 triệu một chiếc Hyundai Getz 2009 nhá, số sàn. Tiếp theo là một chiếc Honda Civic sản xuất năm 2008 phiên bản số sàn, máy 1.8. Với chiếc xe này thì biển 36A36725 7522 sơn xi là màu đen. Đấy, xe thì hiện tại bên em đang chào bán là 275 triệu. Các bạn đã sở hữu một chiếc Honda Civic đời 2008 phiên bản số sàn, máy 1.8, biển 36 của tỉnh Thanh Hóa các bạn nhé. Bên cạnh đây là một chiếc Hyundai Venna. Hyundai Venna này thì sản xuất năm 2008 phiên bản số sàn, máy 1.4, xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, biển Quảng Ninh. Giá tiền bên em đang bán là 145 triệu. Đấy. Tiếp theo là một chiếc Mitsubishi Jolly sản xuất năm 2006 phiên bản số sàn, máy 2.0, biển Hà Nội. Đây là một chiếc xe bản đủ xe gia đình, 8 chỗ ngồi, mắt xích, lốp treo, đèn cột, máy turbo. Với giá tiền là 159 triệu. Con này thì khá là chất cho các bạn nhé. Máy lổ rất là êm, không có đâm đụng tai nạn, không ngập nước, đời 2006. Tiếp theo là một chiếc Mazda Plymouth sản xuất năm 2003 phiên bản số sàn, phiên bản số tự động, máy 1.8, biển Hòa Bình, 28A02328 sơn xi màu đỏ. Giá tiền bên em đang bán chiếc xe này là 168 triệu. Tiếp theo là một chiếc Toyota Innova đời 2006. Với chiếc xe này là đang đeo biển 36A39346 sơn xi màu đen. Với chiếc xe này hiện tại bên em đang bán 255 triệu đồng cho một chiếc xe Toyota Innova đời 2006, lưng form lên 2009 các bạn nhé. Đấy, xe rất là đẹp, màu đen. Anh em nào thích màu đen thì đây là một chiếc xe khá hợp lý. Vâng, chỉ với 255 triệu đồng thôi các bạn đã sở hữu ngay một chiếc xe Innova
2006 phiên bản số sàn bản giá trị xe gia đình form 209. Và bên trong đây cũng là một chiếc xe 206, con này thì vẫn nguyên form và trương lưng form, con này thì biển Hà Nội màu bạc. Con này thì zin hết từ bao bô lê, cua lốp cho đến keo chỉ cho đến mặt máy. Chiếc xe còn đăng kiểm cho đến tháng 7 năm 2021, biển Hà Nội. Đây cái biển của nó là 29A08335. Giá tiền bên em đang bán là 255 triệu đồng. Các bạn đã sở hữu ngay một chiếc xe Toyota Innova mà zin từ chỉ cua lốp zin đi. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc Toyota Innova sản xuất năm 2010, phiên bản số sàn bản giờ xịn, máy 2.0, xe gia đình, tư nhân chính chủ, không taxi dịch vụ, biển 15A40150, sơ si màu bạc. Giá tiền bên em đang bán chiếc xe này là 315 triệu đồng. Các bạn đã sở hữu ngay một chiếc Toyota Innova đời 2010. Tiếp theo là một chiếc Hyundai Santa Fe Gold sản xuất năm 2003. Đó, con này là máy 2.0 bản đủ xe gia đình, số tự động luôn các bạn nhé. Máy 2.0 Santa Fe Gold, số tự động, máy dầu. Đó, hiện tại chiếc xe này bên em đang bán là 246 triệu. Đó, đời 2003, đăng ký là đầu 2008 các bạn nhé. Đó, 2.0 bản đủ máy dầu, cửa lóc, ghế điện, với giá tiền là 246 triệu. Một chiếc Kia Carnegie sản xuất năm 2009, phiên bản số sàn, máy 2.0 bản đủ cửa lóc xe gia đình, hệ thống túi khí điều hòa tự động đầy đủ, biển 98A12012 12014, sơn si màu đen. Với chiếc xe này hiện tại bên em đang bán là 252 triệu, 7 chỗ ngồi, 252 triệu các bạn nhé. Một chiếc Mitsubishi Jolly sản xuất năm 2004, phiên bản số sàn, chiếc xe đang đeo biển Hà Nội, 29A81494, sơn si màu đen. Và hiện tại chiếc xe này bên em đang chào bán với cái giá khá hợp lý, chỉ có 145 triệu. Các bạn đã sở hữu ngay một chiếc Mitsubishi Jolly sản xuất năm 2004, bản đủ mắt xích, lốp treo, đèn cột. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một chiếc xe Toyota Innova sản xuất năm 2009, đăng ký lần đầu 2011, biển Hà Nội, 30A79290, sơn si màu bạc. Với chiếc xe này thì hiện tại bên Tuấn Anh cũng đang chào bán một cái giá khá hợp lý, chỉ có 280 triệu đồng. Đây là một chiếc xe 209 bản G và đăng ký lần đầu 2011, đăng kiểm dài đến tháng 4 năm 2021. Vâng, xe thì khá là đẹp và không chê vào đâu được các bạn nhé. Đấy, rất là ok. Chỉ với 280 triệu đồng thôi, các bạn đã sở hữu ngay một chiếc xe như thế này thì khá là đẹp. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc Ford Everest máy dầu số tự động đời 2008, biển Hà Nội, 34253, sơn si là màu đen, bản số tự động, máy dầu, một cầu, số tự động. Với chiếc xe này thì hiện tại bên Tuấn Anh cũng đang chào bán một cái giá khá hợp lý, chỉ có 338 triệu. Ghế lỉ, ghế liếc nguyên bản theo xe, 338 triệu các bạn nhé. 338 triệu các bạn đã sở hữu ngay một chiếc xe Ford Everest máy dầu, một cầu, số tự động. Tiếp theo một chiếc Innova 2014 bản E xịn, form mới các bạn nhé. Với chiếc xe này thì hiện tại bên Tuấn Anh đang chào bán với cái giá khá hợp lý, chỉ có 425 triệu với chiếc xe này, đời 2009 phiên bản 2014 phiên bản số sàn bản E xịn. Và bên đây là một chiếc xe Toyota Innova đời 2013 bản E xịn, tư nhân chính chủ, biển Hà Nội, 30F03103. Đây là một chiếc xe gia đình, tư nhân chính chủ, không taxi dịch vụ, đời 2013, giá tiền bên em đang bán là 385 triệu đồng. Có bao rút hồ sơ, anh em khu vực Hà Nội, Sài Gòn thì mua chiếc xe này cũng khá hợp lý luôn. Vâng, bên cạnh đây là một chiếc Toyota JGL sản xuất năm 2005, đăng ký lần đầu 2005 nhé các bạn nhé. Biển 11A00786, sơn si màu xanh. Đó, máy 1.8 với giá tiền bên em đang bán là 195 triệu. Bên em bao rút hồ sơ, bao vận chuyển toàn quốc cho mọi người, 195 triệu. Vâng, thì vừa rồi Tuấn Anh có tuổi phòng có giới thiệu qua cho mọi người về một loạt những cái dòng xe bên em. Quý vị chị các bạn nào quan tâm về một loạt những cái dòng xe này thì hãy liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại 0816662386 hoặc 0972555863. Nếu quý vị chị các bạn nào có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp cho em để cập nhật tất cả những cái dòng xe bên em. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị và các bạn ở những cái video tiếp theo của chương trình.